Good morning everybody, have a wonderful day today. Mới 6-7 giờ sáng mà tất cả mọi người đều dậy hết trơn. Thì thôi Ngân cũng đành phải vác cái thanh lừa này dậy để tắm rửa chuẩn bị. Khúc xịt xà bông hơi ra dẻ quá nha Ngân ơi. Cái khúc này là chỉ là chuẩn bị đi ăn sáng sương sương thôi nha mọi người. Mà nhìn hai bà đi kế bên Ngân tưởng sắp đi hẹn hò với bạn trai không. Khúc đi chơi Ngân phải sắm cái đầm sơ rê dài 8 mét để đi ăn sáng. Ngân thấy khu vực breakfast của khách sạn khá là rộng rãi và thoáng mát. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà thưởng thức một bữa ăn sáng trong khu vườn đầy nắng và gió. Hít thở không khí thiên nhiên trong lành vào buổi sáng tạo cho bản thân cảm giác thoải mái, dễ chịu và tràn đầy năng lượng. Khúc này là tranh thủ quay trước khi ăn khi mà son còn trên môi. Và buổi sáng thì ai cũng cần cho bản thân một ly cà phê đúng không, nhưng mà Ngân cần cho bản thân mình một ly juice. Vì bánh mì là thực phẩm thiết yếu cho nên đi bất cứ đâu cũng thấy mạch ẻm trong mỗi bữa ăn sáng. Lúc này đi du lịch thì bữa ăn sáng của Ngân cũng bao gồm một tô phở hoặc là bún mì hủ tiếu, kèm theo đó là salad siro hoặc là granola cũng như là trái cây. Khúc này là nhận được quà bất ngờ từ chị Maggie nè. Đây là cuốn sách quý cô thanh lịch do chính chị viết và cũng mới vừa được phát hành cách đây không lâu. Còn cái gì mà tuyệt vời hơn khi được chính tác giả ký và tặng sách cho mình ý. Nghe đồn đâu là chị cũng có viết về Ngân trong cuốn sách này cho nên phải về tranh thủ đọc mới được. Trời khúc này thì không có một miếng nắng mà không hiểu sao ba bà cặp ba cái dù. Mấy chị em đang trên đường di chuyển ra biển, nhìn trời thì có vẻ trong xanh nhưng mà hình như mây đen cũng đang sắp kéo tới. Nhiều khi Ngân thấy Ngân giống đứa con của biển cả ghê, cứ mỗi lần trở về biển là cảm thấy rừng rừng. Đó chính là lý do vì sao mà mọi người thấy Ngân ít đi núi, ví dụ như là Đà Lạt. Còn chỗ Ngân vừa mới tới là Beach Club hình như là cũng cùng chung một hệ thống với cái resort mà Ngân đang ở. Để đến được đây thì các bạn sẽ mất khoảng 5 phút di chuyển bằng xe jeep của khách sạn. Ban đầu mấy chị em tính ngồi hồ bơi nhưng mà nói ủa tự nhiên ra biển cái ngồi hồ bơi vô lý. Cái khúc này mọi người vẫn còn đang cầm dù nhưng không để che nắng nữa mà là che mưa. Trời bây giờ là đang mưa lất phất cho nên hiện tại mọi người chưa có thấy rõ được. Mấy chị em tranh thủ tạo dáng chụp vài mô hình với biển trước khi mà trời mưa lớn. Chứ sáng mai tranh thủ ăn sáng xong buổi trưa lại ra sân bay về lại Sài Gòn mất tiêu rồi. Sau khi chụp hình xong thì mọi người đi bộ vòng vòng ven biển và quyết định ghé lại Sea Shack để thưởng thức bữa ăn trưa và dùng nước. Thì đây là nhà hàng ăn uống nằm trong khu vực của khách sạn Intercontinental. Tới đây hôm nay thì Ngân đã order một ly sinh tố xoài cộng thêm một cái bánh cheese xoài. Bạn nào mà là fan của những em cheese béo ngậy là cùng team với Ngân luôn rồi đó. Ăn uống no nê xong thì đi bộ ngược lại Sailing Club để đặt xe về lại khách sạn cũng như là order bàn cho tối nay. Ok bye.